Ok, thế là chúng ta đã qua được nửa bài ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ vào một phần mà liên quan đến không phải ngữ pháp mà là sẽ là từ vựng mọi người nhá. Cái này cực kỳ là đơn giản thôi, vì nó sẽ đều bởi ghép bởi những cái từ mà chúng ta đã từng quen rồi. Đó là thứ nhất là từ khí. Chúng ta biết từ khí là từ ki, ki trong ví dụ ki gì nhỉ? Kimochi, Kimochi hay là Kibun, Kibun hay là Genki, Genki hay là kisetsu. À, phải hỏi kisetsu nhầm kiko hay là ki gì nữa nhỉ? Đấy rồi, ok. Thôi thế thôi nhá. Thì đó hôm nay là sẽ là ki vậy nhá. Thì ki vậy này thì hôm nay chúng ta sẽ học về những cái mà từ vựng mà hình thành bởi chữ ki, và nó sẽ dùng để thứ nhất miêu tả về những cái ví dụ như là tính cách con người, về những cái cảm xúc, về những cái cảm giác, bởi vì nó liên quan đến khí nên tất cả đều liên quan đến con người hết nhá. Thế nhỉ? Okay, okay. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ học từng từ, mọi người nhớ ghi vào này, chúng ta coi như một từ vựng mới nhá. Thế nhỉ? Thứ nhất, từ vựng mới. Nặng là gì? Nặng quá. Ôi nặng quá. Ô môi là nặng đúng không? Đúng rồi. Kì gá ô môi. Đúng rồi, kì gá ô môi nè. Kì gá ô môi là gì? Kì gá ô môi lúc này chúng ta nhớ nhá, dùng giống như một tính từ. Kì gá ô môi có nghĩa là cảm thấy áp lực, cảm thấy chán nản, cảm thấy mệt mỏi này. Ví dụ như sau. Này kia là gì đây? Chán à? Chán này. Ví dụ như là hôm nay là thứ ba đúng không? Thế thì mình nghỉ xong cuối tuần là thứ bảy chủ nhật, xong đến thứ hai, đến thứ hai đi làm à? Ôi giời, hôm nay thật là chán khi phải đi làm, chán cái việc đi làm, chán đi làm. Thế nhỉ? Kaisani ikunoga, ikunoga kiga ô môi. Được chưa nhỉ? Hay. Chán đi làm quá. Được chưa nhỉ? Hay. Kaisani ikunoga kiga ô môi rồi. Được chưa nhỉ? Hay. Ví dụ hay là chán đi học thì các bạn đặt câu này đơn giản. Chán đi học nào? Gakko ni ikunoga kiga ô môi rồi. Rồi đấy. Chán đi học quá. Hay là chán gì nữa bây giờ? Bây giờ chán. Hay bây giờ bạn nào con gái dạo này nghe bài bao giờ lấy chồng nhiều rồi đúng không? Chán lắm, mặc dù chưa muốn lấy chồng đâu, nhưng mà về lúc nào mẹ cũng bảo mày lấy chồng đi, mày lấy chồng đi, chán lắm. Thì sẽ nói như nào nhỉ? Ma da kiko tsukunai nano ni, vẫn chưa muốn lấy chồng, thế nhưng mà itsumo haha ni kekkon shiro to iwarete kiga ô môi. Kiga ô môi. Bây giờ tôi chưa muốn kết hôn tí nào. Thế nhưng là suốt ngày bị mẹ nói là mày lấy chồng đi. Đúng rồi. Rất là chán. Kiga ô môi rồi. So is ne. Hay là hôm nay bạn nào đi học đúng không, mà chúng ta ví dụ chúng ta rất là ghét môn môn gì nhỉ? Thể dục. Môn thể dục is ne, hay là môn thể dục hay là toán học cũng được tùy. Môn toán học is ne. Sư gaku hay là Indo. Đúng rồi, ngày xưa ví dụ đi học rất là ghét môn toán học đúng không? Thế nhưng mà hôm nay hôm nay vì có môn toán không nên rất là chán. Kiểu sư gaku no zyugyo aru kara. Đúng không? Kiga ô môi. Từ sáng giờ thấy chán lắm. Asaから, từ buổi sáng đúng không? Asaから kiga ô môi. Rồi, nói lại một lần nữa nhá. Kyou wa sư gaku no zyugyo ga aru kara Asaから kiga ô môi. Ví dụ như là mình không thích gặp người yêu, hôm nay vẫn phải gặp, nó hẹn nó gặp. Đúng rồi. Koibito ni ao no ga kiga ô môi desu. Có bạn nói là taberu. Kekkonshuru no ga kiga ô môi. Đúng rồi. Nhưng có bạn nói là gì nhỉ? Taberu no ga kiga ô môi, mọi người nhớ này, cái từ kiga ô môi là diễn tả cái cảm giác thứ nhất là hơi bị áp lực này, ví dụ đi làm thì hơi áp lực này, hay là cảm thấy như không có hứng làm gì cả, không muốn lấy chồng lấy vợ gì cả hết, đúng nhỉ? Hai nghĩa nhá. Hay. Ok, cái này đơn giản rồi, chúng ta phải đi theo những từ khác thôi. Hay. Tại vì còn rất là nhiều. Đúng rồi, từ chúng ta sang từ thứ hai. Đó là Kiga chiru. Rồi, nè. Chiru tức là ý nghĩa từ chiru có nghĩa là gì? Rơi xuống. Rơi xuống chiru. Ok. Kiga chiru là rơi xuống rồi nhỉ? Thế thì chữ này em đã giải thích nhá. Cái khí của mình nó rơi xuống tức là cái tâm trạng của mình nó bị phân tán đi. Con hiểu không? Tâm trạng của mình nó bị rơi hết rồi, rơi vãi hết rồi. Rơi vãi ra. Tức là nó phân tán, ok. Tức là cái từ kiga chiru chúng ta sẽ dịch bằng một từ là phân tâm, hay là phân tán tư tưởng cũng được. Ví dụ như là bây giờ mới có anh người yêu đúng không? Thế là lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy thôi, thế nên là phân tâm quá mà không thể học bài được, thế nhỉ? Hay không thể tập trung vào việc học được. Thế gì nhỉ? Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện, lúc nào cũng nghĩ đến anh người yêu, thế nên là phân tâm mà không học bài được. Chúng ta sẽ nói như sau. Kare no koto o itsumo kangaete imasu kara, kangaete imasu kara 気が散って、気が散って集中できない。へや、勉強に集中ができない。勉強できない。そうですね。だからね、彼のことを考えて、気が落ちてしまって、勉強できない、集中できない。そうですね。気が散る。Hay là ví dụ như là dạo này mình đi công ty, các bạn nào học viên của mình ở công ty chắc là cũng biết đúng không? Đó là dạo này gần Mori có một cái công trường Koji này, gọi là suốt ngày ta đọc gõ gõ đục đục đúng không? Thì mình sẽ nói là mình bị phân tâm vì gì đây nhỉ? Vì Koji đang sửa chữa, đang học mà nghe thấy tiếng người ta sửa chữa, Koji no oto de kiga ochiru. Ta mình bị phân tâm do cái tiếng động người ta cứ sửa sửa. Rồi nè, hay, shigoto chiu ni hay là benkyou chiu ni, đúng không? Koji no oto ga urusakute ki ga chite desu ne, ko ga ki ga chiru. Hai, ki ga chitta. Hai, ki ga chitta desu ne. OK chưa nhỉ? Ki ga chitta. Rồi nè, shiu chiu rồi, OK. Hay. Rồi chúng ta sang từ thứ ba của từ ki này, đó là một cái từ mà chúng ta gặp rất là nhiều, đó là kiga tsuku. Kiga tsuku hay ghép lại là kizuku. Động từ sẽ có nghĩa là nhận ra cái điều gì đó, nhé. Ví dụ như là lúc mình để ý, để ý cũng được mà nhận ra cũng được không? Lúc mình để ý thì thấy, ố, 10 giờ rồi, nhé. Kiga tsuitara mou juzida. Kiga tsuitara juzida. Hay. Hay là nhận ra là mình đã trưởng thành sẽ như nào ấy nhỉ? Jibun ga seichou shita. Shita no ni no, đây là thành này. Seichou shita no ni kiga tsuita. Rồi đấy này, hay. Nhận ra kiga tsuita. Nhận ra mình đã trưởng thành. Jibun ga seichou shita no ni kiga tsuita. Được chưa nhỉ? Hay. Hay là anh đến từ nãy mà em không nhận ra. Anh đến từ nãy rồi. Saki kara kita no ni kizukenakatta. Kizukenakatta. Hay. Kizuku, đúng rồi. Cô Thanh vừa nói thêm một từ là kiga tsuku, bây giờ chúng ta bỏ chữ gá thì chúng ta ghép vào thì chúng ta đọc là kiga kizuku, ok, kizukenakatta, không để ý. Hay là kizukanakata, ví dụ mình nói như này, xin lỗi em không để ý. Hay. Kiga kizukanakute sumimasen. Kizukanakute sumimasen. Ví dụ mình dẫm vào chân này đó đúng không? Dẫm vào chân trên tàu điện chẳng hạn. Bây giờ mình để ý, kizukanakute sumimasen. Rồi nè. Hay có bạn nào vừa đặt một câu là gì nhỉ? Không còn tôi nhận ra là em không còn yêu tôi nữa rồi nè. Hay watashi no koto wo mou gì nhỉ? Ashite nai to kizukimashita nè. Hay. OK. Tôi nhận ra tôi không thích phụ nữ nữa rồi. Toàn đặt câu gì á? Onna no ko no koto ga onna no ga suki suki dewa nai. Suki dewa naku naru. Suki dewa naku naru no ni kizuita. Hai. OK. Được chưa nhỉ? Rồi, đó là kizuku nhá, kizuku desu ne. Phải tăng tốc thôi. Chúng ta sang từ tiếp theo, đó là từ Kiga tsuyoi desu ne. Ki là tsuyoi, tsuyoi là gì nhỉ? Tsuyoi tức là mạnh mẽ. OK, tsuyoi là mạnh mẽ. Đấy. Thì mình sẽ dịch cái từ kiga tsuyoi là gì nhỉ? Tính khí ương ngạnh, tính khí mạnh mẽ, luôn luôn đề cao bản thân mà không nghe lời người khác. Thì hôm nay mình nói chuyện với mấy thầy người Nhật thì mấy thầy bảo là có một câu rất điển hình là gì nhỉ? Người Nhật thường không thích con gái mà kiga tsuyoi. Kiga tsuyoi, OK. Nhỉ. Người Nhật thường không thích những đứa con gái mà kiga tsuyoi thì mọi người sẽ nói như nào cô này? Nihon jin wa, OK. Kiga tsuyoi onna no ko ga amari suki janai. Rồi nè, hay. OK. Nihon jin ga kiga tsuyoi onna no hito hay là josei ga amari suki dewa arimasen. Được chưa nhỉ? Hay là người Nhật hay bảo là người con gái Việt Nam mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Vietnam jin no josei wa kiga tsuyoi desu. Rồi nè. Ví dụ đấy, đã tính cách đã ương bướng rồi còn hay bật lại cơ. Tsuyoi tức là thích bật nhau này. Bật ngay lập tức đúng không? Kiga tsuyoi được chưa? Hay. In được chưa? OK chưa nhỉ? Rồi thế ngược lại với kiga tsuyoi chúng ta có thể dùng bằng kiga yô hoài. Kiga yô hoài thì cái này chúng ta tham khảo thôi nhé. Rồi Từ tiếp theo là một từ cực kỳ hay mọi người ạ. Mình sẽ giới thiệu luôn bây giờ, đó là Kiga toku naru. Kiga toku naru. Cái từ toku là từ từ xa ấy, từ thôi. Toku naru. Thì mình tra trong một cái quyển từ điển nó dùng một từ rất là hay, đó là nản. Nản đấy. Khi mà nghĩ một cái vấn đề mà từ giờ chúng ta phải làm rất là nhiều công việc thì thấy nản này, hay là bây giờ nghĩ đường về nhà xa quá cũng thấy nản này, hay là mỗi ngày học 100 chữ Hán cũng thấy nản, thì chúng ta sẽ dùng là kiga tsukunai. Bây giờ ví dụ nhá, cứ nghĩ đến việc mỗi ngày phải học 100 chữ Hán là thấy nản rồi. Ôi giời ơi. Ichinichi hekko, hekko đọc đếm được không? Đếm bằng cổ nhá. Hekko no kanji o oboe nai to ikenai, oboe nakya to omou to to omottara. Cứ nghĩ đến việc này, to omottara ki ga toku naru. Sou desu ne. Nản không? Ki ga toku naru. Hay là cứ nghĩ cái việc mà bây giờ phải học đến tận N1 là thấy nản quá rồi nè. N1 mà để benkyou shinai to ikenai to omottara kiga tokunaru. Kiga tokunaru tức là cái khí của mình nó bay xa ấy, tức là nó bay xa quá rồi mình thấy nản quá, được chưa nhỉ? Tokunaru. Được nè. Hay. Thế rồi, tiếp theo. 6. Kiga nagai. Anh thì còn bao nhiêu đây em này? Hay kiga nagai. Từ từ đã, tokunaru. Tôi rồi. Có bạn nản quá rồi. Dài quá, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Dài chưa? Zou sensei no zuu ga mou 1 時間 ni natta ne. Ki ga toku naru. Toku natta. Ki ga toku natta. Rồi. Tiếp theo, ki ga nagai. Hai ki ga nagai, nagai là dài nhá. Khí dài tức là kiên nhẫn, được chưa nhỉ? Khí dài là kiên nhẫn này. Ví dụ như sau này, ở trung tâm tiếng Nhật của mình có một thầy tên là thầy Shimakawa. Thầy rất hay được mọi người nói rằng Shimakawa sensei wa kiga nagai hito desu ne. Đấy nhỉ? Thầy Shimakawa quả là một người thầy kiên nhẫn. Kiên nhẫn ở đây, kiên nhẫn là làm gì? Ví dụ như là thầy dù đi chờ người yêu chẳng hạn, đúng không? Dù có bắt chờ lâu chăng nữa cũng okoranai, cũng không hề tức giận gì cả. Hay là ví dụ như là thầy Dũng chẳng hạn, đúng không? Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa cũng okoranai, gamasuru desu ne, cũng không có tức gì cả, cũng phải nhẫn nhịn được chứ nhỉ? Thì người ta dùng một từ là kiên nhẫn desu ne. Nói chung là nó ám chỉ cái tính cách con người nên gọi chỉ dùng anoi to kiga nagai desu ne. Ôi anh ấy kiên nhẫn thế. Thế được không? Kiga nagai hito desu, cách sử dụng đơn giản như vậy thôi nhá. Kiga nagai hito desu ne. Ngược lại từ nagai chúng ta có từ là mizikai. Thế bây giờ kiga nagai là kiên nhẫn, thế ngược lại kiga mizikai sẽ là thiếu kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn là tính nóng nảy, đúng không? Thế bố tôi rất là thiếu kiên nhẫn. Chichi wa kiga mizikai desu. Ok, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn desu ne. Kiga mizikai. Tiếp theo câu số 8. Từ từ thôi. Lại nhanh. Không có thời gian đâu mà. Một hàng còn 20 câu nữa này này. 9 giờ rồi này. Ok. Hai. Thế tiếp theo chúng ta sẽ sang từ tiếp theo nhá. Bây giờ sẽ giống như học một động từ mọi người nhá. Đúng nhỉ? Kiga iru. Đúng rồi, kiga iru. Kiga iru. Kiga là chữ nhập đấy nhá, các bạn nhớ nhá, chữ nhập. Chữ nhập này nhưng mà đọc là iru đấy. Không phải hai được đâu mà nó là iru. Bạn học chữ nhập rồi đúng không? Nhập. Iru. Iru có nghĩa là thích. Cả. Kini hai. Đúng rồi. Kini iru, kini iru. Em đọc kini, kini iru, đọc kini iru. Hay. Bây giờ như thế này nhá. Có một động từ nữa là KINI NARU nữa cơ. KINI NARU bắt đầu mình để ý đến việc gì đó. Xong bắt đầu để ý này. Ví dụ bây giờ buổi party lần đầu tiên mình party đúng không? Mình bắt đầu để ý đến một cô gái đó thì dùng là KINI NARU, nhớ chưa? Sau đó một vài hôm sau mình bắt đầu thấy thích rồi đúng không? Mình bắt đầu KINI IRU là bắt đầu thích, nhớ chưa? Sau một quãng thời gian mình tán người ta rồi thì mình mới nói là Anata no koto ga suki desu, tức là anh thích em rồi. Bây giờ thích hẳn, nhớ chưa? Còn cuối cùng là I stay được, anh yêu em. Yêu quá rồi là I stay được nè. Được chưa? Tóm lại nhá, theo các bước như sau. Đầu tiên là Kini Naru là bắt đầu có hứng thú, bắt đầu để ý đến. Tiếp theo, bước tiếp theo là gì nhỉ? Kini Iru là bắt đầu thích. Vừa nãy em bắt đầu thì bây giờ bắt đầu thích. Thích xong rồi là Suki Ni Naru là thích rồi. Và cuối cùng sau Suki Ni Naru sẽ là yêu rồi là I stay you. Cách sử dụng rất đơn giản thôi. Đường trước nó sẽ đặt trợ từ gá và sau đường trước nó đặt trợ từ gá, xong là phía trước nó là koto, đúng không? Ví dụ là thanh sensei no koto ga 気に入った. So is name. Rồi bắt đầu thích cô Thành rồi. Hai. In desu ka? Hai. Anoko no koto ga kiniitta. Được chưa? Chẳng hạn như này, mình đọc trong truyện tranh ấy, mình thấy có nhiều tình huống như thế này. Chẳng hạn có một thằng đi đến nhà, nó tán một cô gái nào đó, đúng không? Nhưng mà đến nhà thì gặp bà mẹ mà có thái độ không tốt thì về kể lại với thằng bạn của mình thôi. Hình như tao thì bị bà ấy không thích thì phải. Bà ấy không thích tao, đúng không? Thì nói như nào? Bà ấy không thích ta. Oka-san ni kini ira-renai. Là không được thích. Ok? Kini ira-renai. Hay là tao không thích mày đâu, đúng không? Là anata no koto ga kini ira-nai yo. Kini ira-nai nhớ chưa? Ira-nai nó gần giống cái từ không cần, đúng không? Nhưng mà ira-nai là không thích. Kini ira-nai không thích. Rồi. Hai, thì chúng ta biết về kini iru và kini naru rồi nhá. Tiếp theo mình sẽ dạy một từ tiếp theo chúng ta là kiga ao. Kiga ao. Chữ ao là chữ hợp mọi người ạ, chữ hợp. Thì cái chữ này dùng đơn giản thôi, hợp khí tức là cái gì hả mọi người? Tức là hiểu ý nhau, tức là hợp nhau, hài hòa với nhau về tính cách. Ví dụ, watashi wa kare to kiga ao. Đúng rồi. Watashi wa kare to kiga yô hoài là gì nhỉ? Tôi rất là hợp với anh ấy, được chưa nhỉ? Cách sử dụng đơn giản như thế thôi nhỉ? Hợp với bạn mình. Omai to kiga yô hoài desu. Hai, rồi nè. Hợp với mày. Nhớ kiga yô hoài là hợp nhau nhá. Tiếp theo đó là Kiga suru và KINI NARU. Chúng ta sẽ nói về hai từ này luôn nhá. Kiga suru là có cảm giác là, được nhỉ? Mình có cảm giác là thế nào đấy? Có cảm giác là ngày mai trời mưa. Asta ame ga furu yo na kiga suru. Mình trước nó thường đấy có mỗi câu yo na kiga suru nhá. Hay là mày tao cảm giác anh ấy thích tao thế nào ấy, được chưa nhỉ? Kare wa watashi no koto ga suki na ki ga suru. Suki na cũng không còn nhiều nạn nữa mà tính từ đến na luôn, đúng không? Thì đường ki này nó tương đương một danh từ thì kép nó là suki na ki ga suru. So is ne suki na ki ga suru. Hay là có một câu rất là thú vị như sau: vừa mới lấy nhau thôi nhưng mà có cảm giác như anh ấy sắp đi theo con khác rồi. Thế là "Kết con star ba kali nano ni", "Kết con star ba kali nano ni", "uwaki shite sou na kiga suru", "Kết con star ba kali nano ni", "uwaki" tức là gì nhỉ? Đi với con khác à? Ngoại tình. "Uwaki shite sou na kiga suru". Thôi nè. Kiga suru ok rồi đúng không? Bây giờ kini suru thì là bận tâm. Anh đừng có bận tâm thì mới nói câu đấy nhá. Kini shinai de kudasai. Đừng có để tâm làm gì. Ví dụ như là sumimasen. Sumimasen sau anh bảo là em xin lỗi anh nhá. Anh bảo là thôi đừng bận tâm làm gì. Kini shinai de ne. Được chưa nhỉ? Kini shinai. Ok. Kini shinai. Hay thì nhớ lại nhá. Kiga suru là có cảm giác thế nào đó, còn kini suru là bận tâm gì đó nhé. Cuối cùng đi. Ok. Cuối cùng. Hay, và bây giờ mình sẽ đi vào từ còn đấy này, không phải chưa hết đâu. Vẫn chưa hết à? Còn 4 từ nữa. Còn 4 từ ki nữa cơ. Các bạn muốn học nữa không? Thả tim một cái nào để cho đấy nào. Khát nước quá. Này nữa. Ok. Nốt nhá, nốt mấy từ nữa nhá. Hay. Kiyo. Tiếp theo nhá. Ok. Tiếp theo có một từ là Chikao là gì nhỉ? Chikao là sử dụng, đúng không? Chikao là sử dụng. Thì chúng ta sẽ sử dụng một từ là kiyo chikao. Ông từ vựng như thế. Mình ở bên Nhật thì thường được người Nhật nói như thế. Khi mà mình quan tâm đến một ai đó thì cảm ơn thì bạn đã quan tâm tới tớ. Thì có một cách dùng như thế là các bạn cứ đem ra dùng nhé. Kiyo chikate itadaite hay là kiyo chikate kurete arigato. Cảm ơn anh đã gì nhỉ? Quan tâm đến tôi. Đấy chứ nhỉ? Kiyo chikao là quan tâm. Cách sử dụng là kiyo chikatte itadaite, kiyo chikatte kurete arigatou gozaimashita. Được chưa? Kiyo chikao. Tiếp theo có một động từ ki mà bạn vừa hỏi đó, kiga kiku. Từ này rất hay dùng. Kiga kiku ne, ano ko wa kiga kiteru ne. Kiteru là gì đấy? Chu đáo. Đấy chưa? Phải dịch là chu đáo. Ôi thằng này chu đáo thế. Hay là gì nhỉ? Bây giờ bảo đi mua bia này, đã bảo mình đi mua bia mà lại mua thêm cả đồ nhắm thế này, chu đáo thật đấy. Chu đáo này thì chúng ta sẽ đặt câu là biru katte kudasai te itte tanda kedo Tsumami, tsumami là đồ nhắm, ok? Tsumami made katetanda. Kiga kiku desu ne. Kiga kiteru ne. Ok? Kiga kiku ne hoặc kiga kiteru ne đều được. In desu ka? Nói lại con, em nói lại con này đi. Nói lại con này, chú đáo thế. Mệt à? Hay là như thế này, trời nóng đúng không? Vào nhà mình nó chơi đúng không? Hay là vào nhà người khác chơi đúng không? Tự nhiên thì anh đấy rất là chú đáo, anh ấy mang nước ra cho mình đúng không? Thì lúc ấy mình khen ra, kiga kiteru ne. Được chưa? Hay là ví dụ như này, thầy Dũng thì hôm nào đi làm về cũng muộn đấy, nhưng mà lúc nào mình cũng nấu cơm cho rất là đầy đủ mà ăn đúng không? Thế là Thanh sensei là kiga kiteru ne, được chưa? Kiga kiku ne. Ví dụ cả câu thế là ông này đúng không? Lúc nào cũng về muộn, thế nhưng mà lúc nào có cơm canh đầy đủ đúng không? Thế nên là gì đấy? Rất là chu đáo đúng không? Hay là itsumo gohan tsukute kuretan desu ka? Arigatou, kiga kiteru ne. Sou desu ne. Chu đáo. Chu đáo, các bạn nhớ chu đáo. Đúng rồi, kiga kiku ne. Ok. Từ này rất là hay dùng. Ok, không sao cả. Rồi, tiếp theo vẫn còn còn một từ cuối cùng mà vừa nãy có bạn gì comment đó là Kiga okay này. Các bạn ghi vào Kiga okay này, các bạn nào vừa nói từ này không phải Huyền Vũ, hình như là Huyền Vũ sao? Kiga okay này. Kiga okay này có là hòa đồng, ám chỉ một người nào đó hòa đồng, ok, không khách sáo, được chưa nhỉ? Không khách sáo thì là gì nhỉ? Xung quanh tôi thì toàn những người hòa đồng nên là rất là vui, đúng không? Watashi no mawari no hitobito wa kiga okenai hito bakkari desu. Toàn những người hòa đồng, hiểu chưa? Kiga okenai hito bakkari desu. Nên là tanoshii desu. Nhớ chưa? Câu này rất là quan trọng. Mình đọc lại nữa, các bạn ghi vào nhá. Mawari no hitobito wa kiga okenai hito bakkari desu. Itsumo tanoshii. Hay là itsumo shigoto tanoshiku shigoto yattemasu. Được chưa? Các bạn thấy thế nào từ này hay chứ? Tanoshii desu ne. Arigato. Hết rồi. Hết rồi, hoạt động khách sáo. Hết chưa? Nhắc lại kỳ không? Anh nhắc lại, Làm gì đấy? Bật nhạc. Các bạn có phải nhắc lại kỳ không? Anh nhắc lại đi. Để xem lại. Vậy em nhắc lại nhá. Em nhắc lại. Kì gá ô môi. Ôi, nhìn đây này. Rồi, đầu tiên nhá, kiga ô môi. Anh, em nói tiếng Anh, cô nhầm tiếng Nhật, còn anh nói tiếng Việt nhá. Kiga ô môi là chán cái gì đó. Ok, mình bị áp lực gì đó thì mình sẽ bị chán đó. Kiga ô môi, ok. Rồi, kiga chiru. Kiga chiru là bị phân tán tư tưởng, là cái khí của mình nó bị phân tán bay đâu hết rồi. Rồi, kiga tsuku. Kiga tsuku là bắt đầu mình để ý, nhớ chưa? Nhận ra cái gì đó. Kiga tsuyoi. Kiga tsuyoi là một người mạnh mẽ, một người ương bướng này. Tiếp này, kiga toku naru. Kiga toku là nản cái gì đó đúng không? Bao giờ mình lấy được là một đây nản quá. Kiga toku natta. Kiga nagai. Kiga nagai là một người kiên nhẫn. Kiga Mizikai. Kiga Mizikai là một người gì à? Không kiên nhẫn, thiếu kiên nhẫn. Hay cáo. Kiga iru. Kiga iru là thích cái gì đó. Kiga Ira-nai. Kiga Ira-nai này. KINI NARU. KINI NARU à? KINI NARU để ý cái gì đó, để ý này đó. Kiga ô. Kiga ô là hợp, đây tốt kiga ô. Kiga suru. Kiga suru là cảm thấy. Có cảm giác. Có cảm giác hay cảm thấy nữa. KINI IRU. KINI IRU tức là bận tâm, cái tâm khí là cái tâm của mình nhá. Mình sờ vào KINI IRU, bận tâm. Tiếp này, KINI SAWARU. KINI SAWARU là gì nhỉ? Mình chịu khó, khó chịu, cảm thấy khó chịu cái gì đó. Chịu khó chịu khác hẳn nhau ấy. Khó chịu nên. Tiếp này kiyo chikao. Kiyo chikao là gì nhỉ? Quan tâm đến ai đó. Kiyo chikate arigatou gozaimasu. Tiếp này kiga kiku. Kiga kiku là gì đấy? Chu đáo hay là hiểu ý nhau. Chu đáo đấy. Hay hiểu ý đấy. Được chưa? Và tiếp theo cuối cùng đó là kiga okanai. Kiga okanai nghĩa là gì? Okanai. Kiga okanai có nghĩa là hòa đồng. Xong rồi toàn những người hòa đồng, không khách sáo. Xong. Thôi rồi, các bạn bấm tim phát này còn thôi stream này không phải bấm tim này cả. Bài hôm nay không biết là thế nào nhỉ, mặc dù là dài 1 tiếng 15 phút đúng không? Tuy nhiên là chúng ta đã đi qua được đến tận 5 mẫu ngữ pháp thường dùng trong giao tiếp cũng như là các cách sử dụng rất là hay mà có thể có nhiều bạn chưa biết với cái từ xuyên dùng với từ ki đúng không? À. Thế thì hay, không biết là mọi người có muốn xem tiếp những cái bài giảng tiếp theo của mình không nhỉ? Kini IRU ですね。はい。